Xin kính chào Hội Thánh và đặc biệt chúng tôi xin cá lời quang nghênh quý vị thân hữu đã nhận lời mời anh em tín hữu chúng tôi đến đây để dự chương trình thánh nhạc truyền giảng của tối hôm nay. Thế thì khi nói về tình yêu thì đúng là khó định nghĩa. Cũng có một nhà thơ nói làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Nhưng mà tình yêu thì dễ nhìn thấy. Nếu mà ngồi đây chúng ta định nghĩa Yêu là thế nào từ sáng đến chiều, chiều đến sáng, chúng ta cũng không hiểu được, nhưng mà một hành động của yêu thương thì dễ giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy, nhìn biết. Thế thì ở đây chúng ta thấy Chúa dạy con người chúng ta yêu thương như thế nào. Ở trong Kinh Thánh trong văn thứ nhất đoạn 4, đoạn 3 thì Chúa nói rằng hỡi các con cái bé mọn chớ yêu mến bằng lưỡi và lời nói bằng lời nói và lưỡi chú dạy chúng ta như vậy bởi vì cái tình yêu mà chỉ yêu bằng lời nói và lưỡi thì không giá trị gì hết đến nỗi có một người nói rằng một ngàn cái lời nói yêu thương nó không bằng một hành động yêu thương cho nên ở đây chúng ta cần một cái tình yêu nó bằng hành động cụ thể chứ không phải chỉ là đầu môi chót lưỡi tôi có nghe một cái câu chuyện vui nói rằng là một cặp nam nữ thanh niên đang yêu thương nhau rồi dẫn nhau vào trong sở thú để ngắm cảnh ngắm thú vân vân thì đang khi mà người thanh niên dẫn người yêu của mình đi rồi nói nhiều điều lắm em là tất cả của anh cuộc đời của em của anh mà không có em thì không có nghĩa gì hết vân 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 đang nói thao thao bất tuyệt như vậy thì cái còi báo động ở trong sở thú nó kêu lên và trên cái loa người ta nói rằng xin quý khách hãy tìm một chỗ an toàn để à, ẩn trốn bởi vì có một con sư tử nó sống chuồng ô một cái chuyện quá bất ngờ thì cái người thanh niên này hoảng hốt với với người yêu của mình và anh thì khỏe hơn, nhanh hơn cho nên anh chạy lại, anh leo lên cây thật là nhanh. Còn cái người yêu mà anh nói rằng sống chết cuộc đời mà không có em thì anh không có ý nghĩa gì hết. Thì đang đứng dưới, anh cứ kêu leo, leo lên. Nhưng mà leo không nổi. Và sau cái việc đó rồi thì người thiếu nữ đó về và lắc đầu nói rằng chỉ yêu bằng lời, phải không? Thế thì thưa với quý vị thân hữu, Chúa dạy chúng ta đừng chỉ yêu nhau bằng lời nói, bằng lưỡi. Nhưng mà Chúa bảo chúng ta rằng hãy yêu nhau bằng việc làm và lẽ thật. Và không những Chúa dạy như vậy mà Chúa cũng bày tỏ tình yêu của Chúa cho chúng ta. Để chúng ta thấy Chúa yêu chúng ta lớn lao là dường nào. Trong thế giới này chúng ta đang sống không khó để chúng ta có thể nhìn thấy được tình yêu của thiên chúa tạo hóa đối với chúng ta từ cái vật không thấy được cho đến cái vật thấy được từ cái vũ trụ mênh mông bao la cho đến những điều nhỏ bé chúng ta cũng có thể thấy được tình yêu của chúa dành cho chúng ta kinh thánh cho chúng ta biết ban đầu đức chúa trời dựng nên trời đất vạn vật và kèm theo một cái từ là tốt lành tốt lành. Chúa đặt để chúng ta trong một cái môi trường rất là tốt đẹp. Và Chúa giao cho chúng ta cái nhiệm vụ là trồng và giữ vườn. Trong cái môi trường tốt đẹp như vậy nhưng mà tiếc là thay vì giữ vườn, bảo vệ môi trường thì con người chúng ta làm hủy hoại, ô nhiễm cái môi trường. Cho nên chúng ta nhớ như thế này Tuổi ban đầu khi Chúa dựng nên con người với cái môi trường trong lành tốt đẹp đó. Con người sống rất thọ. Và Kinh Thánh cho biết rằng lúc đó người ta sống gần cả ngàn tuổi. Nhưng mà rồi bắt đầu nó đi xuống, đi xuống, đi xuống. Đến thời của môi xe thì ông sống được 120 tuổi. Nhưng mà rồi sau đó môi xe nói rằng tuổi tác của chúng tôi thì chỉ đến được 70. Còn nếu mà khỏe lắm thì 80. Tức là chúng ta thấy cái môi trường bị con người hủy hoại Nó cũng ảnh hưởng trên cái cái cuộc sống Cái tuổi thọ của con người Và chúng ta thấy rất là tiếc Khi con người làm tổn thương cái môi trường của mình như vậy Rồi chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhiều điều khác Để thấy về tình thương của Chúa Ví dụ như quý vị Sáng thức dậy Ra nhìn thấy mặt trời mọc lên quý vị có thấy được tình thương của đức chúa trời ở trong đó không xin bằng máy chiếu phục vụ ở đâu ạ à? chúng ta có thể thấy được tình thương của đức chúa trời trong cái ánh nắng mặt trời không quý vị thưa rằng chúa yêu chúng ta và mỗi ngày mỗi ngày chúa cho ánh nắng mặt trời đến với chúng ta một cách rất là đầy đủ. Rồi Chúa cũng cho chúng ta bầu không khí để chúng ta sống. Quý vị thấy rằng từ thuở ban đầu Chúa dựng nên cái thành phần không khí này 17% oxy, 82% tháng khí và 1% khác là không khí thành phần khác. Và từ khi có người chỉ có hai người ở trên trái đất Rồi hai triệu người, hai tỷ người Cho đến bây giờ bảy tỷ rưỡi người Vẫn đủ không khí cho mình thở Cảm ơn Chúa về điều đó Cho nên có một bệnh nhân kia khi xuất viện Bác sĩ đưa cái hóa đơn tính tiền Trong đó thì có cái tính tiền thở oxy Thì ông nắm cái hóa đơn Cái ông ngồi ông đổ nước mắt Bác sĩ mới vỗ vai an ủi rằng anh ơi cái sinh mạng của anh mới là quý chứ còn tiền bạc thì nay mới mình cũng tìm được ông nói dạ không tôi khóc không phải là vì cớ tôi phải trả tiền cho cái taxi cái oxy này nhưng tôi khóc là bởi vì tôi ngần nấy tuổi nè tôi đã hít thở không khí biết bao nhiêu của đức chúa trời đấng tạo hóa ban cho chúa cho tôi miễn phí miễn phí nếu mà chúa bảo tôi phải trả tiền thì chắc tôi không thể trả nổi quý vị ơi chúa yêu chúng ta Diệu kỳ lắm ngày hôm qua chúng tôi được uh, chiêu đãi ăn uh, sầu riêng mùa sầu riêng uh, khi ngồi ăn sầu riêng thì chúng tôi lại nhìn vào cái cái sầu riêng và thấy sự yêu thương của chúa ở đây quý vị thấy Tại sao những nhà làm vườn Họ dạng dĩ họ đi dưới góc sầu riêng Hỏi họ tại sao vậy Không sợ mấy cái trái bom Nó lủng lẳng trên đầu mình sao Thì họ cười họ nói rằng Ông trời ông biểu nó rụng vào ban đêm thôi Ai lập trình Đức Chúa Trời đã lập trình thế như vậy Cảm ơn Chúa như vậy Rồi một vị mục sư khác lại nói rằng còn cái loài rắn độc á Thì mắt nó ban đêm rất tỏ Nhưng mà ban ngày thì Nó rất mờ Chứ mà ban ngày mà nó tỏ Thì chúng ta cũng khổ với nó lắm Cho nên chúng ta thấy rằng Đâu đâu chúng ta cũng thấy được Tình thương của Chúa Tôi đi vào trong bệnh viện Thăm một người bạn Bị phải Lọc máu một tuần ba lần Và tôi nhìn thấy cái dàn Máy để mà lọc máu cho anh tôi mới đưa tay tôi rờ cái lưng tôi tôi nói Chúa ơi con cảm ơn ngài bởi vì cái máy lọc mà Chúa đặt trong thân thể con đó, nó nhỏ xíu à mà nó chạy tốt quá gần bảy năm nó chạy rất tốt mà nhìn thấy cái dây cái nhựa này tôi sợ quá đi quý vị ơi Chúa đang yêu quý vị và Chúa ban cho chúng ta rất rất nhiều điều cho nên từ ánh nắng mặt trời từ môi trường để, để sống từ vạn vật chúng ta đang có nhưng đỉnh cao tình yêu của chúa dành cho chúng ta đó là lòng đức chúa trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này nhiều điều khác tôi đã điểm sơ qua nhưng mà đỉnh cao tình yêu của chúa là đức chúa trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Ô cảm ơn Chúa, vì chúng ta là những tội nhân đáng chết, đáng bị hình, hình khổ đời đời, hư mất đời đời. Thì Chúa đã yêu thương chúng ta, ban con của Ngài đến để cứu chúng ta, chuộc tội cho chúng ta, chết cho chúng ta. Đây là một sự hy sinh quá vĩ đại, quá lớn lao. Thỉnh thoảng chúng ta nghe tin có những người mẹ thương con Hiến cho con một phần lá gan. Có người anh thương em Hiến cho em một trái thận vân vân Nhưng mà ở đây Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã Hy sinh con một của Ngài là Chúa Giêsu Để đến thế gian Cứu chúng ta Cảm ơn Chúa về điều đó Rồi Chúng ta cũng thấy Tình thương của Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta Chúa Giêsu đã yêu chúng ta mà vui lòng lìa bỏ thiên đàng vinh hiển để xuống trần gian tìm và cứu chúng ta chết cho chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương bạn và Ngài có thể chỉ cho chúng ta thấy rằng không có sự yêu thương nào lớn hơn là Chúa đã yêu bạn bởi vì Chúa phó sự sống của Ngài để cứu bạn chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống của mình. Và Chúa có thể chỉ cho chúng ta thấy vào cái máng cỏ để Ngài nói rằng này, tình yêu thương ở tại đây. Quý vị ơi, hết thảy chúng ta là những người không ra gì. Và chúng ta ra đời, chúng ta cũng được nằm trên một cái giường, phải không? Nhưng mà vua thiên đàng con trời ra đời lại nằm trong máng cỏ chuồng tiên tồi tàn như vậy. Cho nên Chúa Giêsu có thể chỉ vào máng cỏ nói với chúng ta rằng này sự yêu thương ở tại đây. Rồi Chúa Giêsu cũng có thể chỉ vào thập tự giá mà ngài mang lấy tội chúng ta để Chúa chết thay cho chúng ta và Chúa cũng có thể nói rằng này sự yêu thương ở tại đây. Thưa với quý vị, không ai có quyền đem con trời lên đóng đinh trên thập tự giá ngay cả ông quan chánh án xử vụ án của chúa giêsu ông ngạc nhiên lắm bởi vì đây là một vụ án quá đặc biệt có lẽ trước đó những phạm nhân khóc lóc năn nỉ xin quan thương xót tha thứ giảm tội đằng này khi ông xử vụ án chúa giêsu ngài không hề xin xỏ một câu nào hết nhưng mà ông còn hỏi Chúa một câu hai câu ba câu thì Chúa cũng chẳng trả lời câu nào hết ông ngạc nhiên ông tưởng rằng ông có quyền trên sự sống sự chết của Chúa Giêsu nhưng Philad đã lầm bởi vì Chúa Giêsu nói rằng nếu ngài không phó ngài không phó sự sống của ngài cho nhân loại cho chúng ta thì chẳng ai có quyền đụng vào sự sống của Chúa ở trong văn đoạn 10 câu 18 Chúa nói rằng chẳng có ai cất sự sống ta đi nhưng tự ta phó cho ta có quyền phó sự sống ta có quyền lấy lại. Cho nên không phải Philat là cái người có quyết định để sống và chết cho Chúa nhưng Chúa yêu chúng ta để chuộc tội cho chúng ta, Chúa chết cho chúng ta và ngài phó sự sống của ngài cho chúng ta. Và ông Sư Đồ follow ông nói rằng Họa hoàng lắm á Mới có cái người mà chết cho người nghĩa Dễ gì thường tình lắm á Có cái người nào đó chết cho người lành Hiếm lắm Chết cho người nghĩa, chết cho người lành Là những cái chết đem lại vinh hiển Nhưng mà hy hữu lắm, họa hoàng lắm Mới có những người dám hy sinh cho người nghĩa người lành. Nhưng mà Chúa Giêsu chết không phải cho người nghĩa, chết không phải cho người lành mà chết cho những kẻ có tội này, cho tôi và cho quý vị. Bởi vì chúng ta là những tội nhân, chúng ta đáng phải chết và Chúa chết thay, gánh thay cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh Chúa từ đầu Chúa cho đến gót chân của Ngài đầy những đau thương tội lỗi cũng bao trùm chúng ta từ đỉnh đầu đến gót chân của chúng ta không một chỗ nào tốt đẹp chúa trả hết cho chúng ta trả đủ cho chúng ta và trước khi trút hơi thở cuối cùng thì chúa gục đầu xuống và chúa phán rằng xong rồi thanh toán rồi và vì vậy cảm ơn chúa bây giờ xin chúa cho chúng ta đang sống trong cái thế kỷ 21 có nghĩa là hơn 2.000 năm Chúa đã đến thế gian, Chúa đã chịu chết, Chúa đã sống lại và ơn cứu rỗi đã được ban cho nhân loại. Thì bây giờ xin Chúa cho chúng ta mở lòng để tin tiếp nhận Chúa, tiếp nhận tình yêu của Ngài, để tình yêu của Chúa đến với đời sống chúng ta, biến cải chúng ta trở nên những con người mới. Và vì vậy, Kinh Thánh chúa khẳng định rằng hầu cho hễ ai tin hầu cho hễ ai tin Chúa Giêsu không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 1 câu 12 nói rằng hễ ai nhận Ngài quý vị chú ý hai cái từ tin và nhận hầu cho hễ ai tin không bị hư mất được sự sống hầu cho hãy ai nhận tiếp nhận Chúa Giêsu được trở nên con cái của Đức Chúa Trời thưa quý vị thân hữu ở đây để được cứu được tha tội được làm con của Chúa không phải là đóng góp không phải là công đức không phải là tu hành không phải là phải đi hành hương ở đâu hết không tất cả những việc cần làm Chúa làm cho chúng ta rồi và Chúa đã trả thay cho chúng ta trên thập tự giá rồi Bây giờ chỉ bởi Đức tin để chúng ta mở bàn tay mình Và nhận ơn của Chúa Mở tấm lòng mình để Mời Chúa ngự vào Để rồi tội lỗi chúng ta được Chúa tha thứ Xóa bôi Cuộc đời chúng ta được Chúa đổi thay Và thưa với quý vị Tôi cũng cảm động khi tôi nghe anh Phương Làm chứng về cuộc đời của anh Từ khi Chúa bước vào Một con người như vậy bây giờ trở nên được như vậy rồi bản thân chúng tôi nếu mà không có chúa thì giờ này có lẽ chúng tôi cũng đã bị tội lỗi xấu xa những cái ma này ma kia nó dập dùi cuộc đời chúng tôi nhưng mà cảm ơn chúa được như thế này trở nên con của chúa như thế này bởi ơn yêu thương của chúa và hàng triệu hàng tỷ người đã kinh nghiệm tình yêu của chúa buổi tối hôm nay là buổi dành cho quý vị chúng ta đã nghe đã thấy đã biết chúa yêu chúng ta muôn vật chung quanh chứng minh về tình yêu của chúa nhưng quan trọng nhất hình ảnh của thập tự giá chúa cho chúng ta thấy chúa yêu chúng ta chết cho chúng ta để bây giờ cuộc đời của chúng ta như những tội nhân trong vũng sình của tội lỗi Bản thân chúng tôi cũng từng sống trong sình lầy của tội lỗi Chúa đã đến, Chúa vớt lên khỏi sình lầy của tội lỗi, Chúa đặt chúng tôi trên tảng đá vững an. Chúa để vào môi miệng chúng tôi những bài hát để có thể ca ngợi Chúa. Và Ngài muốn làm điều đó cho quý vị. Ngài đã đến để vớt chúng ta lên, để đặt cuộc đời chúng ta trên những tảng đá vững an. Và chú muốn để vào môi miệng chúng ta những bài ca mới để ca ngợi Chúa. Tôi ao rằng buổi tối hôm nay một đêm đáng ghi nhớ, đáng khắc ghi trong cuộc đời quý vị khi chúng ta mở lòng tiếp nhận tình yêu của Chúa. Amen.